quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế nổi bật đáng chú ý sau. Xung đột tại Đông Âu sắp tròn 11 tháng với các màn giao tranh ác liệt, không khoan nhượng từ cả Nga và Ukraine. Tiến trình đàm phán kết thúc xung đột đến nay vẫn bế tắc, bất chấp những lời thúc giục từ cộng đồng quốc tế. Trong khi Nga liên tục phát đi tín hiệu sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, phía Ukraine liên tục bác bỏ lời đề nghị. Đáng chú ý mới đây Kiev đã ví Nga đưa ra đề xuất đình chiến theo kiểu Triều Tiên. Ở một diễn biến khác, xung đột tiếp tục gây thiệt hại nặng ở Ukraine. Điều này được thể hiện rõ ràng qua phát biểu gần đây của Thủ tướng Ukraine, khi ông cho rằng các cuộc giao tranh với Nga đang biến đất nước của ông thành bãi mìn lớn nhất thế giới. Khi Nga tăng cường các đợt tập kích quy mô lớn, phương Tây theo đó cũng đẩy mạnh chuyển giao thêm các khí tài mới cho Ukraine. Nổi bật là gói viện trợ bổ sung với trị giá khủng 3,75 tỷ đô la Mỹ được Mỹ công bố vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, trang Asian Times đã chỉ ra cái thế trớ trêu, đó là loại tên lửa mới chuẩn bị được Washington gửi đến Ukraine sẽ được dùng trên những bệ phóng của Nga. Các tin tức quốc tế khác, Nga-Belarus sẽ bắt đầu tổ chức tập trận chung từ ngày 16 tháng 1. Hàn Quốc cân nhắc mua hệ thống theo dõi UAV của Israel. Lãnh đạo thế giới lên án vụ bạo loạn tại thủ đô Brazil. Tổng thống Joe Biden lần đầu thị sát biên giới Mỹ-Mexico. Israel tước thẻ du lịch VIP của Ngoại trưởng Palestine. Trong phần cuối chương trình, đội tuyển quần vợt Mỹ vô địch U-League Cup. Hâm mộ Vương cung Thánh đường mở cửa đón tín hữu viếng Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16. Cùng các tín đồ Thiên Chúa tham gia lễ kỷ niệm ngày rửa tội Chúa Giê-xu trên sông Jordan. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 9 tháng 1. Như thường lệ thì chương trình hôm nay mở đầu với những tin tức đáng chú ý về xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, hôm 8 tháng 1, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã nói rằng cuộc xung đột với Nga đang biến Ukraine thành một bãi mìn lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 250.000 km2. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Thủ tướng Ukraine Shmyhal cho biết bãi mìn tương đương 40% diện tích của Ukraine, lớn hơn toàn bộ bán đảo Triều Tiên hay lãnh thổ Romania. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn đối với người dân Ukraine trong việc di chuyển và hoạt động nông nghiệp. Theo vị quan chức, một số nông dân tại Kharkiv và Sumy đã thiệt mạng khi làm ruộng vì máy cày của họ va trúng mìn. Trước đó, cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết, sau khi xung đột kết thúc, nước này phải mất ít nhất 10 năm để rà phá bom mìn trên toàn bộ lãnh thổ. Thủ tướng Shmyhal cho biết thêm, nếu không xét tới bãi mìn, nền kinh tế của Ukraine cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những đợt tập kích quy mô lớn, làm gián đoạn hoạt động của các khu công nghiệp, nhà máy và cơ sở hạ tầng giao thông. Tổng thiệt hại kinh tế của Ukraine trong năm 2023 được dự báo lên tới 700 tỷ đô la Mỹ. Cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov, cũng đã có bài phát biểu gây chú ý. Cụ thể, vị quan chức này cho rằng Nga đang muốn áp đặt một thỏa thuận ngừng bắn để chia cắt các vùng lãnh thổ của Ukraine. Theo ông Danilov, đây là điều tương tự cách bán đảo Triều Tiên bị chia cắt như ngày nay. Tuyên bố của ông Danilov được đưa ra sau khi Moscow nhắc lại rằng các cuộc đàm phán hòa bình có thể thực hiện được nếu chính quyền Kiev công nhận các vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhia, Donbass và Crimea là của Liên bang Nga. Trong cuộc phỏng vấn với đài TSN, ông Danilov nói rằng Moscow đang đưa ra một sự lựa chọn cho Ukraine mà ở đó chúng ta giống như Hàn Quốc. Một mặt vẫn là người Ukraine, nhưng đồng thời chúng ta sẽ có một nhóm người Ukraine khác. Chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 đến 1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Kể từ đó, vĩ tuyến 38 là trở thành biên giới thực tế giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Vị quan chức cấp cao nói thêm rằng, tôi biết chắc chắn Nga sẽ đưa ra lựa chọn vĩ tuyến 38 cho Ukraine. Theo ông Danilov, Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kazak đã truyền tải thông điệp đến với các chính trị gia EU rằng Moscow sẵn sàng nhượng bộ Ukraine nếu nước này công nhận các vùng lãnh thổ mới của Nga và hai bên tiến tới lệnh ngừng bắn. Sau hơn 11 tháng bùng nổ xung đột, phía Ukraine đã liên tục nêu cao quyết tâm chống lại Nga và giành lại các vùng lãnh thổ mà Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập, kể cả bán đảo Crimea. Trong đó, Điện Kremlin dù có mất ưu thế trên chiến trường trong thời gian gần đây, nhưng vẫn tiếp tục yêu cầu Kiev công nhận các lãnh thổ mới thuộc Nga. Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 5 tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các cuộc đàm phán với Kiev chỉ có thể diễn ra nếu Ukraine công nhận tình trạng lãnh thổ mới.
Thưa quý vị, gần đây phương Tây đã ồ ạt thông báo tăng cường chuyển giao khí tài cho Ukraine. Đáng chú ý là gói viện trợ trị giá 3,75 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ công bố vào cuối tuần qua. Ngoài xe chiến đấu bộ binh Bradley, những tên lửa Sea Sparrow cũng là khí tài được truyền thông chú ý trong đợt viện trợ này, khi chúng có thể sẽ được Ukraine sử dụng bằng bệ phóng Buk của Nga. Thông tin được trang AirAsia Times đăng tải. Lầu Năm Góc không công bố số lượng tên lửa đất đối không Rimbey được chuyển giao đến Ukraine. Theo AirAsia Times, những tên lửa sẽ được tích hợp với các hệ thống phòng không Buk thời Liên Xô của lực lượng vũ trang Ukraine. AirAsia Times trích dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết quân đội Ukraine đã sửa đổi những bệ phóng Buk để dùng tên lửa Sea Sparrow, song không tiết lộ thông tin chi tiết về sửa đổi này. Tên lửa phòng không Sea Sparrow có thể phóng từ trên biển hoặc trên đất liền để đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình. Loại khí tài này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine ngăn chặn các đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào các thành phố lớn với mục đích làm suy kiệt năng lực của các đơn vị phòng không Ukraine. Trong thời gian qua, một số báo cáo cho rằng Kiev đang tìm cách duy trì hoạt động của hệ thống phòng không Buk khi kho tên lửa 9M38 thời Liên Xô dùng cho hệ thống này gần như cạn kiệt. AirAsia Times nhận định việc Mỹ chuyển giao Sea Sparrow có thể là nhằm giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt này. Một báo cáo của cơ quan Rossi, chuyên cố vấn các vấn đề an ninh và quốc phòng hàng đầu của Anh, chỉ ra rằng hệ thống Buk đã hủy diệt và khiến các máy bay Nga mất đi ưu thế vốn có. Ở phía ngược lại, Nga cũng đang dùng hệ thống tương tự để phòng vệ trước hỏa lực từ Ukraine. Một chỉ huy Nga tiết lộ vào năm 2022 rằng họ sử dụng hệ thống Buk để bắn hạ các tên lửa được bắn từ hệ thống MLRS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hôm 8 tháng 1, đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Vadim Pristaiko, khẳng định rằng các loại vũ khí mới mà phương Tây cung cấp cho quân đội Kiev sẽ tạo tiền lệ quan trọng để mở rộng sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine trong năm 2023 và tiến đến chiến thắng. Trong cuộc phỏng vấn với Newsweek, ông Pristaiko cho rằng phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí tiên tiến là điều quan trọng và cần thiết để tránh xung đột, đóng băng và kéo dài. Ông nói, hãy cùng nỗ lực phối hợp với chúng tôi, viện trợ nhỏ giọt sẽ không có hiệu quả. Nhờ các khẩu pháo, xe tăng và nhiều vũ khí khác, một cuộc đột phá có thể diễn ra ở miền nam Ukraine hoặc toàn bộ mặt trận. Mọi thứ có thể xoay chuyển nhiều đến mức mà người Nga phải quyết định rút quân. Trong tuần qua, Ukraine đã nhận được cam kết từ các đồng minh lớn như Mỹ, Pháp và Đức về việc cung cấp các dòng xe chiến đấu bộ binh bọc thép Bradley AMX-10RC và Marder. Tuy từ chối gửi xe tăng chủ lực Leopard, Đức vẫn tuyên bố sẽ gửi hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Tính đến hiện nay, Patriot là hệ thống tên lửa đắt nhất được gửi đến Ukraine. Đại sứ Pristaiko cũng kêu gọi các đồng minh đào tạo cho binh sĩ Ukraine. Theo ông, các khóa đào tạo nước ngoài có giá trị rất lớn đối với quân đội Kiev. Hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện trên khắp châu Âu và Mỹ. Ông Pristaiko cũng lưu ý rằng những vũ khí sắp chuyển giao cho Ukraine có phần tương đối cũ, thậm chí một số thiết bị đã hết hạn sử dụng. Ông nói, nếu muốn thanh lý, hãy đưa chúng cho chúng tôi sẽ tận dụng các vũ khí này một cách hiệu quả. Theo Newsweek, các đối tác phương Tây vẫn chưa mở hết kho vũ khí cũ như Ukraine mong muốn. Chính quyền Kiev muốn có thêm nhiều hệ thống phòng không, xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu và các loại vũ khí tầm xa của NATO. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác, CNN dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này và Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật chung ở Belarus vào ngày 16 tháng 1 và kéo dài đến ngày 1 tháng 2. Thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus hôm 8 tháng 1 nêu rõ, cuộc tập trận chiến thuật chung sẽ được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị không quân thuộc lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga. Các đơn vị này cũng thuộc lực lượng quân sự chung Nga-Belarus. Cũng theo thông báo, tất cả các sân bay, cơ sở huấn luyện, lực lượng không quân, phòng không Belarus sẽ được sử dụng trong khuôn khổ cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh thêm rằng nhân sự, khí tài và thiết bị của Nga sẽ được tiếp tục gửi đến Belarus. Hôm 8 tháng 1, một đơn vị không quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã có mặt tại Belarus. Belarus là quốc gia đồng minh thân cận của Nga. Nước này đã cho phép lực lượng của chính quyền Moscow sử dụng lãnh thổ để tiến công vào Ukraine trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết là ông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp thuận đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO của nước mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chính quyền Stockholm phải đáp ứng mọi yêu cầu của Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng chúng ta đã đáp ứng được các điều kiện cần thiết để gia nhập NATO và họ cũng biết Thụy Điển sẽ không làm theo hoàn toàn những điều kiện phía Ankara đưa ra. Thủ tướng Kristersson đã phát biểu như trên tại một hội nghị quốc phòng gần đây. Phần Lan và Thụy Điển đã ký một thỏa thuận ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 để vượt qua sự phản đối của Ankara về tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Vào tháng 5 năm 2022, hai quốc gia Bắc Âu này đã nộp đơn xin gia nhập NATO trước bối cảnh xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối vì những bất đồng trước đó. Chính quyền Ankara cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển hỗ trợ các chiến binh thuộc Đảng Công nhân Người Quốc mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt họ ngoài vòng pháp luật ở quốc gia này. Theo Thủ tướng Kristersson, những yêu cầu mà Stockholm không thể hoặc không muốn thực hiện đều nằm ngoài phạm vi của biên bản ghi nhớ ba bên. Ông nói, đôi khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn dẫn độ một số cá nhân như Thụy Điển, nhưng tôi khẳng định những vấn đề đó phải được xử lý theo luật của Thụy Điển. Cuối năm ngoái, Ankara bày tỏ sự thất vọng khi Tòa án Tối cao Thụy Điển không chấp nhận dẫn độ một nhà báo có liên hệ với học giả Hồi giáo Fethullah Gulen, một nhân vật mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là đang có âm mưu đảo chính. Tại khu vực châu Á, hôm 8 tháng 1, hãng tin Yonhap News trích lời một quan chức Hàn Quốc tiết lộ rằng nước này đang có kế hoạch mua một hệ thống phát hiện máy bay không người lái của Israel trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc chịu áp lực phải tăng cường khả năng phòng thủ sau khi không đánh chặn được UAV cỡ nhỏ của Triều Tiên bay vào không phận Seoul. Theo quan chức này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có thể mua một hệ thống mắt điện hay còn được biết đến với tên gọi Sky Spotter. Thiết bị này do nhà sản xuất quốc phòng Rafael Advanced Defense System của Israel chế tạo và được thiết kế để phát hiện nhanh chóng máy bay không người lái, bóng bay và các vật thể bay khác. Yonhap cho biết, các nhà phân tích quân sự Hàn Quốc đã nghiên cứu về hiệu quả của hệ thống mắt điện trong việc chống lại UAV cỡ nhỏ của Triều Tiên, đồng thời nỗ lực xác định cách tốt nhất để lấp đầy những lỗ hổng trong hệ thống radar phát hiện vật thể bay. Quyết định cuối cùng của thương vụ này sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Hôm 26 tháng 12 năm ngoái, 5 máy bay không người lái của Bình Nhưỡng đã đi vào không phận của các thành phố khác nhau ở Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul. Quân đội Hàn Quốc đã không ngăn chặn được chúng và phải lên tiếng xin lỗi vì các UAV này quá nhỏ để bắn hạ. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã khiển trách Bộ Quốc phòng gay gắt. Sau đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết tăng cường khả năng giám sát và trinh sát bằng cách chi 441 triệu đô la Mỹ cho hệ thống phòng không trong 5 năm tới. Vừa qua, cả đất nước Brazil đã rung chuyển khi hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro tràn vào Quốc hội, dinh Tổng thống, Tòa án Tối cao và đập phá. Tổng thống đắc cử Luiz Inácio Lula da Silva đã đổ lỗi vụ việc cho người tiền nhiệm. Tuy nhiên, ông Bolsonaro, người đang ở Mỹ, đã lên tiếng bác bỏ. Cựu Tổng thống Brazil đăng tải bài chia sẻ trên Twitter với nội dung "Tôi bác bỏ những lời cáo buộc không có bằng chứng do người đứng đầu cơ quan điều hành hiện tại của Brazil gán ghép cho tôi." Ông Bolsonaro cho biết thêm, các cuộc biểu tình ôn hòa là một phần của nền dân chủ, nhưng bất kỳ hành vi nào xâm phạm các tòa nhà chính phủ đều không hợp pháp. Trước đó, Đảng Tự do của cựu Tổng thống Bolsonaro đã gọi vụ bạo loạn ở thủ đô Brasilia là một ngày buồn đối với đất nước, đồng thời lên án hành động tấn công các tòa nhà chính phủ. Tổng thống cánh tả Lula da Silva đã tuyên bố áp đặt các biện pháp an ninh liên bang tại Brasilia cho đến ngày 30 tháng 1. Nhà lãnh đạo cũng nói rằng những người biểu tình cực đoan sẽ bị trừng phạt theo pháp luật. Theo thống đốc thủ đô Brasilia, Ibani Rocha, khoảng 400 người liên quan đến vụ bạo loạn hôm 8 tháng 1 đã bị bắt giữ. Sau khi các tòa nhà chính phủ Brazil bị tấn công, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ Tổng thống đắc cử của Brazil, Lula da Silva, đồng thời gọi đám đông biểu tình là những người cực đoan bạo lực. Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết, tôi lên án cuộc tấn công nhằm vào nền dân chủ và quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình ở Brazil. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các thể chế dân chủ ở Brazil và không ai được phép làm suy yếu ý chí của người dân Brazil. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định người đồng cấp Brazil Lula da Silva không đơn độc. Nhà lãnh đạo tuyết rằng ông ấy có sự ủng hộ từ bộ phận tiến bộ trong nước, từ Mexico, châu Mỹ và thế giới. Tổng thống Chile Gabriel Boric cũng khẳng định chính quyền của Tổng thống Lula da Silva có sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Chile. Các nhà lãnh đạo khác từ khu vực châu Mỹ như Tổng thống Argentina Alberto Fernandez, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng thống Colombia Gustavo Petro, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích vụ bạo loạn ở Brazil và thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống đắc cử Lula. Tại châu Âu, đại diện EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell bày tỏ sự kinh hoàng trước hành vi bạo lực bất hợp pháp nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở Brazil.
nền dân chủ Brazil sẽ không bị khuất phục bởi bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, vị quan chức nhấn mạnh. Cũng bình luận về vụ tấn công làm rung chuyển Brazil, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter rằng ý chí của người dân Brazil và các thể chế dân chủ cần phải được tôn trọng. Nước Pháp cam kết sự ủng hộ dành cho Tổng thống Lula. Thưa quý vị, kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu năm 2021, ông Joe Biden mới đây đã lần đầu tiên có chuyến thị sát khu vực biên giới của đất nước với Mexico như một nỗ lực nhằm giải quyết một trong những thách thức đeo bám nhà lãnh đạo từ đầu nhiệm kỳ trước khi ông tuyên bố tái tranh cử vào tháng 2 tới. Hôm 8 tháng 1, Tổng thống Joe Biden đã đến thành phố El Paso, nơi tập trung hàng nghìn người di cư và người tị nạn từ khắp Trung và Nam Mỹ. Ông đi bộ cùng các thành viên lực lượng biên phòng Mỹ dọc theo tường rào biên giới bằng kim loại, ngăn cách El Paso với vùng Ciudad Juarez của Mexico. Cũng trong chuyến thị sát, ông Biden còn thăm trung tâm dịch vụ người di cư El Paso, nhưng không gặp gỡ người nhập cư nào. Hiện Tổng thống Joe Biden đang ở thế tiến thoái lưỡng nan trong việc xử lý vấn đề người di cư. Trước đó, nhà lãnh đạo đã tuyên bố điều chỉnh chính sách nhập cư, một phần là để giảm bớt áp lực từ đảng viên Cộng hòa, những người đổ lỗi cho ông về số lượng người kỷ lục vượt biên trái phép vào Mỹ trong những tháng gần đây. Phần khác, ông Biden cũng muốn xoa dịu các đảng viên Dân chủ và những nhóm hoạt động đấu tranh vì quyền người di cư. Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm người đồng cấp Mexico Emmanuel López Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau để thảo luận về vấn đề người nhập cư. Cùng trong ngày 8 tháng 1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cam kết với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ Iran bắn trúng một máy bay dân sự của Ukraine vào năm 2020 rằng chính quyền Tehran sẽ phải đối mặt với trách nhiệm giải trình. Phát biểu tại một sự kiện đánh dấu 3 năm vụ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng do Iran bắn trúng chuyến bay 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine bay gần thủ đô Tehran, Thủ tướng Trudeau tuyên bố nếu Iran không tuân thủ các yêu cầu phân xử thì vấn đề sẽ được đưa ra tòa án công lý quốc tế. Ông Trudeau nói rằng chúng tôi cần một kết luận cuối cùng để hàn gắn sự việc nhưng Iran đã từ chối chịu trách nhiệm. Ngày 28 tháng 12 năm ngoái, Canada, Vương quốc Anh, Thụy Điển và Ukraine đã kêu gọi Tehran đệ trình văn bản lên trọng tài quốc tế theo Công ước Montreal 1971 để giải quyết tranh chấp về trách nhiệm giải trình và bồi thường thiệt hại. Cả bốn nước này và Iran đều là những bên ký kết tham gia vào Công ước Montreal 1971, một hiệp ước quốc tế yêu cầu các quốc gia ngăn chặn và trừng phạt các hành vi vi phạm hàng không dân dụng. Nếu các quốc gia liên quan đến vụ việc không thể giải quyết tranh chấp trong vòng 6 tháng, Iran có thể bị đưa ra tòa án công lý quốc tế. Phần lớn trong 176 nạn nhân là công dân đến từ bốn quốc gia này. Vì vậy, chính phủ các nước đã thành lập một nhóm điều phối chung nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và nhóm điều phối quốc tế đã thất bại vào đầu năm nay, khi nhóm cho biết nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đàm phán là hoàn toàn vô ích. Theo thông tin từ phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã vô tình bắn trúng một chiếc máy bay phản lực Boeing 737 do radar bị lệch và đó cũng là lỗi của nhà điều hành phòng không vào thời điểm căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang. Vào thời điểm đó, Iran đang ở trong giai đoạn đề phòng các cuộc tấn công có thể xảy ra sau khi nước này bắn tên lửa vào các căn cứ của lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq để trả đũa cho việc sát hại chỉ huy quân sự Qasem Soleimani. Ngoài ra, tại sự kiện, Thủ tướng Trudeau cũng lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình ở Iran trong mấy tháng qua. Mới đây, Israel đã đình chỉ quyết định nới lỏng hạn chế đi lại của Ngoại trưởng Palestine đối với khu vực trong và xung quanh bờ Tây. Theo Reuters, động thái của Israel là sự phản ứng trước việc Palestine muốn Tòa án Công lý Quốc tế ICJ nhảy vào cuộc xung đột kéo hàng thập kỷ giữa hai nước. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Israel cho biết thẻ du lịch VIP của Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki đã bị nhân viên biên giới Israel tịch thu khi ông đi từ Vương quốc Jordan và bờ Tây. Trong bài phát biểu trên truyền hình cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quyết định hạn chế đi lại này sẽ kéo theo các biện pháp trừng phạt đối với những nhân vật cấp cao của Palestine. Chúng tôi đã quyết định thực hiện một số biện pháp đối phó với chính quyền Palestine vì quốc gia này đã thúc đẩy một nghị quyết chống lại Israel tại Liên Hợp Quốc. Các biện pháp này bao gồm lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Palestine, khấu trừ các quỹ và dừng các dự án xây dựng của Palestine ở khu vực đang tranh chấp. Trong khi đó, phía Palestine cũng lên tiếng phản ứng lại vụ việc.
Ngoại trưởng al-Maliki đã thực hiện tất cả thủ tục cần thiết ở cửa khẩu biên giới Israel, nhưng thẻ đi lại vẫn bị tịch thu. Chúng tôi nhấn mạnh rằng những biện pháp này của Israel sẽ không ngăn cản các lãnh đạo Palestine tiếp tục nỗ lực chính trị và ngoại giao để bảo vệ quyền hợp pháp cho quốc gia và công dân. Chuyển sang các thông tin xã hội, thể thao, văn hóa đáng chú ý trên thế giới. Sau một tuần trải qua thời tiết cực đoan, thì hôm 8 tháng 1, tiểu bang California của Mỹ vẫn hứng chịu những trận mưa như chút nước và gió lớn, khiến cho hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Hiện bang này vẫn đối mặt với những trận mưa lớn và tuyết rơi cho đến hết ngày 10 tháng 1. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, khu vực miền Bắc và miền Trung California nằm trên đường đi của nhiều cơn lốc xoáy và cứu trợ sẽ được đưa đến một số nơi cần thiết. California đối mặt với hai hiện tượng thời tiết xảy ra cùng lúc, đó là một luồng hơi ẩm dày đặc từ đại dương kết hợp với áp thấp từ bão lốc xoáy đã gây ra những trận lụt kinh hoàng và tuyết rơi kỷ lục ở bang này trong tuần qua. Những cơn bão gần đây là minh chứng rõ ràng nhất cho hiện tượng nhiệt độ nước biển tăng và không khí ấm lên do biến đổi khí hậu. Theo dữ liệu từ PowerOutage.us, ít nhất 6 người đã thiệt mạng vì các sự cố liên quan đến thời tiết ở California. Hơn 460.000 ngôi nhà vẫn bị mất điện tính đến sáng ngày 8 tháng 1. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết, bờ biển phía tây nước Mỹ vẫn là mục tiêu của các cơn bão hình thành và mạnh lên ở Thái Bình Dương. Thời tiết khắc nghiệt đã tạo ra những cơn gió giật dữ dội, lật đổ nhiều phương tiện, làm ngập đường phố của các thị trấn nhỏ dọc theo bờ biển phía bắc California và phá hủy một bến tàu ở thành phố Santa Cruz. Một chiếc thuyền chở 185 người tị nạn Rohingya đã cập bến tỉnh Aceh của Indonesia vào ngày Chủ nhật 8 tháng 1. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo của một quan chức thuộc cơ quan ứng phó thảm họa địa phương. Theo ông Ridwan Jamin, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa huyện Aceh Besar thuộc tỉnh Aceh, những người tị nạn Rohingya đến huyện này lúc 14 giờ 30 phút và đã được chuyển đến các trại tị nạn. Trong vài tháng qua, tỉnh Aceh của Indonesia đã ghi nhận hàng trăm người Rohingya muốn chạy trốn khỏi cuộc sống tuyệt vọng trong các trại tị nạn ở Bangladesh. Không chỉ Indonesia, Thái Lan hay Malaysia cũng là điểm đến hấp dẫn của người tị nạn Rohingya. Các nhóm nhân quyền cho biết có sự gia tăng đáng kể số lượng người Rohingya rời các trại Bangladesh gần đây. Theo Reuters, hiện chưa rõ nguyên nhân thúc đẩy cuộc di cư ồ ạt này. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động tin rằng việc các nước Đông Nam Á dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 cũng có thể là một yếu tố. Trong khi đó, Hoàng gia Thái Lan vào cùng ngày đã cập nhật tình trạng mới nhất của công chúa Prajakitiyabaha Narendra Debiyavati, người nhập viện cách đây 3 tuần vì rối loạn nhịp tim nghiêm trọng do nhiễm khuẩn Mycoplasma. Thông báo của Hoàng gia Thái Lan cho biết, con gái lớn của quốc vương Maha Vijiralongkorn vẫn hôn mê và đang được các bác sĩ điều trị bằng thuốc và các thiết bị hỗ trợ hoạt động tim, phổi và thận. Ngày 14 tháng 12, công chúa Prajakitiyabaha đã bất tỉnh khi đang huấn luyện chó nghiệp vụ tại tỉnh Nakhon Ratchasima, phía bắc thủ đô Bangkok. Kể từ đó đến nay, nhiều hoạt động cầu nguyện cho người con đầu của vua Rama thứ 10 đã được tổ chức trên khắp xứ Chùa Vàng. Công chúa học tại Anh từ nhỏ, sau đó bà trở về nước, học cử nhân luật và quan hệ quốc tế tại Thái Lan. Bà lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật tại Mỹ. Con gái lớn của vua Rama thứ 10 từng là đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia, Slovakia. Kể từ năm ngoái, bà công tác tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia và được phong hàm tướng. Vua Rama thứ 10, 70 tuổi, có 7 người con sau 3 cuộc hôn nhân. Trong đó, công chúa Prajakitiyabaha được mong đợi sẽ trở thành nữ vương đầu tiên của Thái Lan. Liên quan đến hoàng tử Harry, nhân vật đang gây làn sóng trái chiều với hồi ký Spare, tạm dịch là người dự bị. Vừa qua, thì con trai thứ hai của vua Charles Đệ Tam đã chia sẻ rằng việc quyết định xuất bản cuốn hồi ký này là để anh tự bảo vệ bản thân sau nhiều năm bị truyền thông đưa những thông tin sai lệch. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ITV của Anh Quốc, hoàng tử Harry nói rằng 38 năm khi câu chuyện của tôi được kể qua rất nhiều người khác nhau với sự biến đổi và xuyên tạc có chủ ý. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để kể lại câu chuyện chính xác nhất. Theo một số nguồn tin, tiết lộ của công tước xứ Sussex đã khiến mọi người hoài nghi về tương lai của anh trong gia đình hoàng gia. Nội dung của quyển hồi ký Spare đã bị rò rỉ rất nhiều trước khi được xuất bản chính thức. Vị hoàng tử gây sốc khi tiết lộ rằng tôi đã chuyển đến California 2 năm trước cùng vợ và con trai vì lo sợ cho tính mạng của mình. Hoàng tử 38 tuổi này cũng cáo buộc hoàng gia Anh đồng lõa với báo chí, những tờ báo vốn không thích vợ chồng Harry và Meghan. Nội dung của quyển sách cũng viết rõ về vấn đề giữa Harry và Thái tử William. Cũng trong cuối tuần qua, truyền thông Anh đưa tin cuốn hồi ký đã làm tổn thương sâu sắc Thái tử William và vua Charles Đệ Tam, nhưng nhà vua vẫn muốn hòa giải với con trai của mình.
hiện cung điện Buckingham vẫn không đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, tại giải quần vợt đồng đội nam nữ United Cup lần đầu tiên được tổ chức, đội tuyển Mỹ đã thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng đội tuyển Italia với tỷ số 4-0 trong trận chung kết. Trên sân Ken Rowan ở Sydney, Jessica Pegula giúp tuyển Mỹ khởi đầu thuận lợi trong loạt chung kết trước Italy. Trận đơn đầu tiên, tay vợt hạng 3 thế giới đã đề ra chiến thuật hợp lý và lối chơi giả bóng lên lưới của Martina Trevisan. Giành chiến thắng 2 ván, 6-4, 6-2, mọi thứ thậm chí còn dễ dàng hơn cho Frances Tiafoe trong trận đơn tiếp theo trước Lorenzo Musetti. Tay vợt 24 tuổi người Mỹ có bàn lẻ giả bóng sớm, thắng ván đầu 6-2, cứu thành công cả 3 điểm bẻ giả bóng. Musetti gặp vấn đề ở vai phải, cần trợ giúp y tế. Trở lại trận đấu, anh bắt tay Tiafoe và xin rút lui. Hai gương mặt nổi bật của mùa giải ATP Tour vừa qua, Taylor Fritz và Matteo Berrettini gặp nhau trong trận quyết định. Taylor Fritz, tay vợt hạng 9 thế giới, dù không thể chuyển hóa 9 cơ hội bẻ ra bóng cả trận, nhưng điều đó không khiến anh lung lay khi bước vào những loạt tie break. Nhờ vô địch Indian Wells cho thấy chất lượng trong những pha ra bóng 1, giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 7-6. Đồng đội và ban huấn luyện ngay sau đó đã chạy ra sân ăn mừng trước vô địch Unique Cup đầu tiên trong lịch sử. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã mang về một danh hiệu cho quần vợt Mỹ. Toàn đội đã đặt nhiều kỳ vọng cho tour đấu này. Không thể nào tả nổi niềm vui khi tôi giành chiến thắng trong trận đấu quyết định và chung vui cùng các đồng đội. Một khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải mới. Ở trận đấu mang tính thủ tục, Madison Keys duy trì thành tích bất bại bằng chiến thắng 6-3, 6-2, tước Lucia Bronzetti. Tuyển Mỹ qua đó thắng 22, thua 2 trên hành trình vô địch Unique Cup năm nay. Thưa quý vị, xung đột Ukraine tiếp tục là vấn đề được Đức Giáo Hoàng Francis đề cập đến trong bài thuyết giảng vào hôm Chủ nhật vừa qua. Trong đó, thì người đứng đầu Tòa Thánh Vatican gửi lời cầu nguyện đến các bà mẹ của những người lính Nga và Ukraine đã hy sinh vì xung đột. Trước hàng nghìn giáo dân tại quảng trường Thánh Peter hôm 8 tháng 1, Đức Giáo Hoàng nói, tôi muốn nói về các bà mẹ Nga và Ukraine, những người đều mất đi đứa con thân yêu của mình, một cái giá quá đắt của chiến tranh. Ngoài ra, Ngài một lần nữa nhắc lại những gì mà người dân ở Ukraine đang gánh chịu vì xung đột. Ngài nói, họ đang chịu đựng quá nhiều hậu quả của chiến tranh. Họ vừa trải qua một Giáng sinh trong xung đột, không có ánh sáng cũng không được sưởi ấm. Xin đừng quên họ. Quan chức Ukraine cùng ngày cho biết, sau khi Moscow chấm dứt lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Giáng sinh chính thống giáo và tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, liên tiếp các vụ nổ đã xảy ra ở khu vực miền đông, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Cũng trong ngày 8 tháng 1, Tòa Thánh Vatican đã mở cửa hầm mộ Vương Cung Thánh Đường cho phép các tín hữu đến viếng mộ Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI. Nguyên Đức Giáo Hoàng Benedict đã được chôn cất tại hầm mộ nằm bên dưới Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter sau thánh lễ an táng hôm 5 tháng 1. Đây cũng là nơi an táng của Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 2005. Trước khi di hài của Ngài được chuyển đến một nhà nguyện trong Vương Cung Thánh Đường sau đó 6 năm. Đức Thánh Cha Benedict sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927, được tấn phong linh mục năm 1951 và trở thành giáo hoàng kế vị John Paul đệ nhị năm 2005. Năm 2013, Ngài xin từ chức vì không đủ sức khỏe để dẫn dắt hội thánh. Đức Benedict 16 qua đời vào ngày 31 tháng 12 vừa qua ở tuổi 95 tại một tu viện ở Vatican. Sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Benedict 16 đã chấm dứt một thập kỷ đương kim giáo hoàng và người tiền nhiệm đầu tiên trong 200 năm sống cạnh nhau tại Tòa Thánh Vatican. Trong khi đó, người Công giáo ở bờ Tây sông Jordan vào cùng ngày đã tụ tập tổ chức lễ kỷ niệm tại một nơi mà họ tin rằng đây là địa điểm Chúa Giê-xu được rửa tội. Những người theo đạo Thiên Chúa từ Israel, bờ Tây đã cùng tụ tập tại Ka'an Yahud, một con sông ở Jordan, nằm gần thị trấn Jericho của Palestine và cách Jerusalem khoảng 30 phút lái xe. Con sông Ka'an Yahud được cho rằng là nơi Chúa Giê-xu đã rửa tội. Ngày Thánh Jordan làm phép rửa cho Chúa Giê-xu là một sự kiện lớn trong cuộc đời của Chúa. Và những hình ảnh về lễ kỷ niệm ngày rửa tội của Chúa Giê-xu của người Công giáo ở bờ Tây sông Jordan vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt.